Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Nay mấy anh em mình bắt đầu dọn dẹp cái khu căn cứ địa của mấy anh em mình nha. Lâu rồi mấy anh em mình chưa ra đây thăm. Ôi, người ta đây. Rồi, quét đi, vệ sinh đi. Lâu rồi mấy anh em mình chưa ra vệ sinh căn cứ địa. Ngày hôm nay rảnh rỗi, ra vệ sinh lại căn cứ địa nha các bạn. Ủa, đóng cái gián hả? Ừ. Mấy gián đóng rồi. Nữa là mấy gián chưa đóng. Quả hứng nó xin cho đẳng quyết cho mày. Cái thằng này. Mày ngon. Mày dạ, tao bỏ đâu đó hả? Tao bỏ là đẳng mà. Mày hả? Anh Lâm. Mày được thằng nhây. Tao có đâu. Dân nè, tạt nước đây tao rửa nhà cái. Đây đưa tao tạt cho. Vài bữa mình chơi chút tìm dưới nước lấy cái ống này thở nè. Cái cây này nè bên trong nó rỗng nha các bạn. Dễ thở nè. Đây mình thở cho các bạn coi nè. Lần nào chứa nước vô. Nhạy. Lần này là không tha thứ đâu. Tao cầm cái này qua cầm cái xô. Cầm cái xô tôi để vậy nè. Ừ, tao cầm xô tôi để vậy nè. Nè, 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 để. Đây, để tao tạt cho mày quét đi. Ừ, được. Anh đang tốt với mày á. Rồi, vô. Sao giờ anh đại chưa? Được rồi. Sao? Em có ý kiến này nè. Ý kiến gì? Giờ mấy anh em mình đi bắt cua đi anh Phúc. Chị ạ? Tại nãy giờ em thấy quá trời cua nó bò dưới chân quá anh Phúc. Có không? Có. Trời ơi, đi bắt cua nè, bắt cua lên mang lên răng me nè. Đi, đi bắt cua đi. Đi. Gì? Trời ơi, thanh nó đành. Cái gì anh Phúc? Cái này chưa đóng luôn mà cưng bước lên hỏi sao không tuột. Ôi đây nè bay, trong đây có ngang nè. Không biết có cua. Đâu? Trời trời trời, trong đây lạnh kìa trời. Có quả? Chưa, chưa. Coi chừng con lươn đó nha. Lươn đó. Coi chừng con lươn á. Ôi đầu lươn này đắng ơi. Đầu lươn, đầu lươn. Đầu lươn này đắng. Mấy lươn có vảy không mày? Có, lươn này không có vảy đâu, có cạn không mày ơi. Lươn dễ gồng á. Có. Đây nè, nằm bên đây nè. À, có nè. Mày không có thoát đâu. Mày không thoát được đâu con trai à. Nó thấy lần kia hang nó con. Con này hơi bé. Con có ăn được rồi. Dăm ba mấy con cua này trốn mày. Cua ơi. Đây con hang cua nè. Đâu? Nó đây nè. Có không? Có. Em mới thấy nó luôn. Ui nó đây luôn nè. Ui cái vỏ. Vỏ cua hả? Vỏ nó mới lột xác á. Ui nó bật cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó kẹp. Cua gì? Dạ. Hết hồn rồi Thành. Thành móc ra con cua cho mọi người coi coi. Càng cứ ngón út á. Càng cứ ngón út à. Bự ghê ha. Hai con luôn cái gì nào. Chắc con được con gái đó. Móc ra đây. Ăn một con à. Mà bự quá. Đâu. Vụ luôn. Trời ơi. Ôn Thành bắt được con cua tím luôn nè. Ui. Vụ luôn, vụ đi Thành. Wow, siêu to khủng lồ. Đây nè. Đưa hát kìa. Đâu đưa coi coi. Wow. Wow, cua này các bạn. Tôi thử con nào không. Con này răng me ăn ngon luôn. Bỏ vô. Còn con nữa cua ơi. Còn con nữa. Đi chơi không? Ái ơi, công lao mấy anh em bắt đó nha, đừng có để ốp nguyên cái thùng nha Ái. Con này có sữa rồi. Có sữa hả? Dạ. Đâu? Ô mềm xèo luôn. Ừ. Ê, hai con trong hang nè, mấy con này Ái? Hai. Ủa, con cua của Hòa Thượng đâu? Cua của Hòa Thượng em nấu dữ. Kìa. Con này của em. Con cua Hòa Thượng đâu? Con cua Hòa Thượng không biết lắm Phúc. Đẳng cấp dữ, đẳng cấp dữ vui. Đây, một em nè các bạn. Vụ sạch đi kìa. Hèn quá, mấy đứa thọt tay vô hang cẩn thận nha. Lươn đó nha. Ờ, đúng cua bắt nha, còn đúng lươn thì bắt từ từ thôi. Ui, càng nó bự kìa. Hai ơi, bỏ cua vô nè. Trời ơi, bơi qua tới đây cá dữ quá trời luôn nè Đặng. Chắc chân có ghẻ gì á, cá mới bù rồi. Còn đây là hang siêu to khổng lồ, cua hoàng đế nằm trong này nè các bạn. Bắt cua hoàng đế
Tổng cộng trong đây là có 2 con cua hoàng đế. 2 con luôn, ôi bự lắm. Mắt từ từ để nó kẹp á. Đây, cho mày mượn cái cây móc cua của tao nè. Xịn vậy ba, móc được không? Ôi, 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 2 con luôn. Ôi, hay chuyện lợi chưa? Hay quá kìa. À, chụp lẹ. Ôi, để lên, để lên. Khi đâu móc nó ra. Vụ đi, vụ xin đi. Ê, trời, nó bự kìa. Càng chà bá luôn, trời ơi, răng me bao ngon luôn nha. Ôi, ôi, một con nữa nè. Ôi, vụ xịn cái. Thôi cua mà nó cầm nó ôm nguyên cái. Một con nữa nè các bạn. Không sợ kẹp không quá. Coi nè, mới bắt có chút xíu mà cái nồi cua luôn nè. Wow. Một con cua nữa. Một con nữa. Đây nè, em cua này mới bự nè. Cua sữa. Thôi chân mời. Đây con cua sữa nè các bạn. Nó mềm xèo luôn. Đây con cua làm cua. Gì trời. Con cua luôn hả? Nhiều dữ hả? Trời ơi, nhả kìa. Ui. Trời cua. Vậy trời, một hang có 3 con. Thiệt luôn. Thế em mới bỏ vô 2 con rồi đó, con cua sữa với con cua bự anh Phúc. Bỏ 2 con rồi. Bỏ vô 2 rồi. Nè. Ui. Bên đây có cua nè, qua đây nào. Một con nữa nha. Một con nữa nha các bạn, cua bự luôn á. Bắt nhiều nhiều anh bay, anh mấy ăn chó đã. À, đưa thùng cho hai nè, cua nè. Rồi, ra rồi. Từ từ, sắp ra rồi. Từ từ. Đó. Đây, sắp cây nha các bạn. Ôi, con cua không nổi trong này nè bé ơi. Đâu? Ui ui. Đây, một con cua không nổi nữa nha các bạn. Công hành. Này, cua bà cố luôn rồi. Cua còn cua. Con đó. Dọp con đồ. Mấy xe. Sao? Hai em nhớ bạn. Hết rồi. A few moments later. Nãy giờ mấy anh em mình bắt gần 1 tiếng nè. Được gần 2 ký cua luôn. Wow. Giờ cua này làm gì ngon tụi bạn? Tao thấy gan me là ngon nhất á. Nướng đi. Nướng gan me đi. Gan me đi theo số đông mà. Dạ mấy anh em mình rửa cua cho sạch chuẩn bị gan me nha các bạn. Chà cho kỹ vậy ăn mới ngon nè. Dơ quá phải tắm thôi. Cái kia bên dẻ phải thơm kho mới được. Tụi bay chạy cho kỹ nha, nó ăn cỡ vỏ luôn thịt đó. Một thùng như vậy là ăn bao đã luôn các bạn. Đây là số cua hoàng đế mấy anh em mình mới làm xong nha các bạn. Giờ bỏ nó lên ngăn me thôi. Chưa. Cua hoàng đế thịt nhiều lắm đó nha. Đầu tiên phải cháy tỏi cho thơm lên cái. Bật bếp lên. Để đầu bếp năm sau đi. Để đầu bếp năm sau chế biến cho tụi bay ăn nha. Ok. Làm có chuyên nghiệp đấy. Một lại. Quạt có chừng cái khác đâu Quạt. Nó đó. Có tụi lại mới hay bỏ từ từ. Nó đó. Hình như cái từ nó đó nó ăn vào xương cốt của tao rồi. Nó đó. Tỏi vàng rồi nè, thơm chưa các bạn? Mày tào lao quá, các bạn có hỏi được đâu mà thơm. Nó đó. Cái cua vô cái này. Cua vô. Ây da. Oh no. Oh no no no. Ây da. 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 Đừng có nhúc cái chảo hộp luôn giờ. Không thế. Giống cái này đang chiên cua luôn trời. Cua nó đỏ luôn rồi kìa. Mời sao mười bắn kìa anh em. Ôi ôi. Tao chưa muốn nghỉ ăn sớm đâu đó. Màu anh mong rằng là lớn mơ rồi ngay xe ta sao nổi gì trời ơi cực kỳ thơm luôn nha các bạn mùi khác thôi quà ơi quà. À quên giới thiệu với các bạn, nay có cameraman của mấy anh em mình xuất hiện nha. Chào mọi người nha. Bây giờ mấy bạn fan cứ hỏi là lâu lâu anh Phú cho anh Kha xuất hiện đi để anh Kha đứng sau camera hoài. Thôi thì ngày hôm nay Kha lên ngôi đi để anh Phú xuống dưới làm chướng ha. Anh Phú đang ngủ lộn. Anh Kha đang ế nha các bạn. Anh có nhu cầu. Dễ. Làm mày mất giá trị cân. Nếu anh Kha đang cần kiếm người gì cần nữa. Á trời ơi nói. Nói dụng sai trời. Có ai muốn người yêu nha. Ai muốn làm crush như Kha là comment xuống nha các bạn. Crush. Mình lại cho số điện thoại luôn.
về chưa? Tặng miễn phí 2 bao 5 6 8 9. Rồi tôi tiếp nha mọi người. Rồi anh cũng bắt đầu anh thấy cái gì đó bốc khói khét khét rồi đó. Trời ơi. Ờ. Trời ơi, ớt nhiều quá. Ê thơm mình không. Quá trời thơm luôn. Mùi rất là thơm nha các bạn. Thơm. Mà nó nào này bỏ nhiều ớt quá. Anh Phú ạ. Anh không có bỏ luôn á, anh chỉ bỏ me nè với gia vị vô trộn chung. Hình như em nói em thấy xảo này có bỏ nước nữa gì anh Phú. Có nước không? Còn. Hình như có nước á. Hình như em nghe là nước hầm mới ngon. Nước này đúng không? Nước như này đúng không? Rồi múc lên đổ lên trời ơi nó ngọt. Ngọt canh ngọt thịt nữa. Cá nè. Ê. Đây có nước uống này đổ vô miếng. Nó mỏng à. Đây kiệt tác rất muối của Quyền Đế nè, toàn ra ngoài. Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Trời gắt gì mà văng đầy mặt tôi luôn mày nhả. Coi nhả đất nữa bạn. Tùm lum tà la trên này luôn. Cô dính nữa các bạn ơi. Chính chưa? Rồi, chín thôi. Khoan. Còn nữa. Mày phải kính trên nhường dưới. Đúng rồi. Nhường trên Vũ. Kính trên nhường dưới nhường mình chứ. Hợp lại. Ủa? Thôi kệ, nhường người lớn trước đi. Ừ. Đó, ăn chấm điểm giùm em anh Phú. Trời ơi, anh tin tưởng vào khả năng của mấy đứa mà. Thôi, lỡ đây Khang, hai anh em mình chấm điểm thử coi món này như thế nào ha. Dạ. Làm thử miếng em. Anh cũng làm thử con nha. Con nào mà bự đã các bạn ơi. Cần thổi không em Phú, em thổi chưa? Thổi luôn, thổi luôn. Ôi, thôi, ôi trời. Thôi thơm quá vậy. Ôi, sao anh Phú? Sao Khang? Sao mới đó? Ngon quá. Cái gì mày? Con luôn hả? Cái gì vậy lận? Ủa mày là anh với tao hả? Nói chung là tuyệt vời ông mặt trời luôn nha các bạn. Chiến đi. Yeah, yeah. Ôi, trời cái ơi. Gì kia? Cái gì kia? Thơm quá các bạn ơi. Chấm muối, chấm muối, chấm muối. Từ. Chấm muối Tây Ninh nè các bạn. Mình là ở Tây Ninh, cảm ơn các bạn đã cho mấy em mình một chén muối như vậy nha. Anh phải nói là lần nào anh cũng có cái chén muối Tây Ninh đấy các bạn. Cực ngon luôn. Có thấy gì không được? Vậy tao có vẻ đâu thằng kế bên mày kìa. Nóng đùng lum nha dân anh mặt ngái rồi. Mày cái vẻ miếng cua nha, chấm miếng muối nè, chấm thiệt cay vô luôn. Mày nói ngon lắm kia, mày làm dữ hơn nữa. Ngon ha. Luôn. Giòn ngon lắm. Ăn cua đồng rất là tốt nha các bạn. Mấy người bị bệnh gút á nên ăn cua đồng. Bệnh gút nha, nên ăn cua đồng để nó trị được cái bệnh gút á. Có trị bệnh ốm không anh? Bệnh gì? Bệnh ốm. Có trị được bệnh nhất xương cơ không? Ờ, ăn cua nhiều tốt. Anh đi này xương nhỏ nè. Ăn cua nhiều tốt để cho xương lớn lên. Mày ăn mấy con cua nào cứng cứng á. Cua này cũng đặc biệt tốt cho thằng ghẻ. Bởi vậy thằng ghẻ mới nhào vô đưa mọi người coi cái ghẻ. Làm cái càng chà bá luôn các bạn. Thôi chứ ốm yếu nhất tim cho anh nhiều nhiều chút cho mập chút nha các bạn. Làm cái hết bạn. Ngon. Mời bạn nha. Rồi xong. Có răng còn không? Hơi là còn. Trời đất ơi. Nó còn dính lên hàm anh Phú ơi. Chỉ vỏn vẹn 1 phút 30 giây thôi mà mấy anh em mình đã làm láng cái chảo cua rồi. Đã không? Đã. Bữa nào bắt ăn nữa ha. Dạ. Thôi mấy anh em mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình. Đừng quên vào subscribe anh phải đi quay kim cương. Mua hạt Free Fire Liên Quân giá rẻ tính chất lượng nha các bạn. Quay càng nhiều nó hú càng cao nha. Tạm biệt mọi người. Bye. Bye.